máy kêu nó bảo em quéo nữa. Hello, xin chào cả nhà nha. Xin chào các bạn nha. Mình đang quay trực tiếp các bạn xem bạn học viên mình đang vẽ friend nha các bạn. Bạn này mới vừa học thôi, mới vừa luyện hồi lúc trưa các bạn. Mới vừa luyện trong ngày hôm nay thôi ha. Thành ra đang cũng là lên, đây là lên cái móng đầu tiên của bạn luôn. Ra cả nhà chúng ta thông cảm nha. Rất là nhiều thiếu sót. Đưa cái bàn kia để lên kế bên đi em, để lên trên bàn tay kế bên, khiếp lại đây sát bên tay của em á. Đúng rồi, đây bên đây nè, khiếp lại để vậy nè. Đúng rồi, đúng rồi, để vậy nè. Rồi đây mình quay cho bạn, bạn vẽ được bên đây nè cả nhà. Mới luyện à nha các bạn, đây là bộ tay đầu tiên của bạn luôn nha. Cắt da sơn treo vẽ friend đầu móng. Bạn bạn nam ngồi vẽ nha, trai nha cả nhà nha. Cười làm đi, còn nhìn lên bạn anh cười cái nó mới chịu vậy, mới vừa lòng. Nhiều chuyện thấy ớn luôn vậy đó. Lấy đi cưng. Rồi đây mình quay cho cả nhà chúng ta cùng xem học viên mình vẽ đây. Các bạn hãy ủng hộ cho Thái Neo nha các bạn. Bạn học viên nam này học để đi Pháp hả cả nhà hen. Ra tới lên tới trên luôn nha cưng. Dòng qua lên tới trên luôn. Tranh chuẩn luôn, nó bị cong. Bạn này nói tiếng Pháp hay lắm nha các bạn. Bật đề tu xua các bạn. Bật ré lên cũng hay lắm nha các bạn. Cô đồng ông tu xua. Merci beaucoup. Cô đồng ông tu xua. Bạn suốt ngày ngồi chỉ là mỗi cái cô đưa mông tôi xoa thôi các bạn. Là cô đưa mông tôi xoa. Cách nào người Pháp mình nhớ trả lời nha. Mông tôi đây sorry. Lần đầu tiên nắm tay gái thành ra bạn rất là rung hết cả nhà. Rung lắm. Bạn rung lắm. Thọc thỏm đứng lên đứng xuống mà. Mà cái chè em để trong cái bận chứ mà. Ăn đi Trung Mai, để hồi khách vô đến nó tan. Đá bào cô để bên ấy nha Trung Mai. Ngăn dưới nha Trung Mai. Của anh á. À, chấm nó chấm từ từ thấy không? Từ từ thấy lem cái nó mình chanh nó đều cái nó bị hấy uổng. Mình quay tí xíu đi cho các bạn chúng ta xem kỹ thuật của học viên mình tại lớp nha cả nhà. Rồi các bạn thấy không, người ta học còn đây đứng ăn chè nè, ăn chè còn cầm đi vòng vòng nữa nè. Cô Thu, chè Thái, cô Thu, chè Thái, cô Thu. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Quay tí xíu cho vui thôi. Để các bạn xem học viên của mình luyện vẽ friend đầu móng như thế nào nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.